Mặc cho một tên chỉ huy thúc lên, nhưng bọn lính sợ dẫm phải mìn, đạp phải trông, vẫn cứ loay hoay nhấp nhổm như kiến lửa cắn dưới bụng, không dám bỏ nhanh. Chúng gỡ cung tải, xuống mìn và trông chúng nhổ được khá nhiều mà chưa có đứa nào vướng phải. Chỉ có một thằng lỡ ngớ bị trông sóc vào hông, kêu ớ lên một tiếng, liền bị thằng nằm bên đấm một quả vào mồm, liền im thít. Thấy vậy, ông già Phùng cắm ngăn liền nghĩ ra một cách. Ông nhẹ nhàng bỏ tới chỗ con trai và hai đứa cháu, nói nhỏ: "Đừng bắn nó chết, cứ nhằm bắn vào tay, vào chân nó. Bị thương, nó sẽ lăn lộn như một con gấu trúng đạn. Mìn gài bên sẽ nổ, chúng nó sẽ chết nhiều." 30 bước chân, rồi 15 bước, thấy chúng nó vào gần tới trước mặt, chắc ăn như bắn con nai, con hoẵng. Ông giả hô to: "Bắn!" Không được đụng tới Việt Nam. Kể chuyện chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, tiếp kỳ 7, tiếng súng người giao. Các bạn thân mến, buổi sáng hôm ấy như thường lệ, ông già Phùng cắm ngăn vác dao lên thăm nương, nhìn những vạt ngô mới nhú, uống no nước sương đêm, đang vươn những búp lá mập mạp, xanh mơn mởn, ông vui lắm. Mấy hôm trước, ông già cắm ngăn lo quá, không khéo đợt ngô trẻ sau Tết của hợp tác xã tỉnh Pha bị héo vì sương muối mất. May quá, hai hôm nay lại mưa phùn, ngô lên hết đều tăm tắp. Đến cuối nương, ông bỗng sững lại, ngô ở đây bị xéo nát bởi những vết giày dép còn hằn trên nền đất ướt. Thôi đúng rồi, bọn xấu bên Trung Quốc, bên kia con suối, lại mò sang phá rồi. Chắc là nó vừa qua đây, vết giày còn mới. Sao lại nhiều vết giày thế này? Lúc rẽ qua vạt lau, lối đi xuống suối, ông giả giật thót người. Bọn Trung Quốc tụ tập rất đông ở phía con suối sau bản tỉnh Pha. Chúng đang loay hoay tìm chỗ đặt những khẩu súng gì đó trông giống như cây chuối. Nòng súng chĩa về phía bản ông. Nó tập à? Không phải. Giải đất ven suối ấy là đất của ta. Ồ, thế là nó chiếm đất ta rồi. Nó sắp đánh bản tỉnh Pha rồi. Từ Tết đến giờ, dân quân bản tỉnh Pha tập hăng lắm, vì được biết thế nào bọn xấu Trung Quốc cũng đánh sang. Lẹ làng như một con mèo, ông chạy thật nhanh về bản, tìm đến nhà xã đội trưởng. Nó đi chợ Bình Liêu mất rồi. Lúc này bản tỉnh Pha vắng lắm, bà con và dân quân trong bản đi chợ Bình Liêu gần hết. Ông giả cắm ngăn như có lửa đốt trong bụng, chỉ tẹo nữa thôi bọn quỷ ấy sẽ tràn xuống. Bọn nó ông không lạ, hồi gần Tết năm ngoái, nó lẻn sang giết mất 3 người ở bản ông đang làm nương. Thỉnh thoảng nửa đêm, nó còn sang bản ông bắt lợn, gà và gài mìn ở sân nhà cán bộ, nhưng đều bị dân quân tóm được. Phải chặn chúng lại ngay, chạy về mỏ tòng báo cho bộ đội biên phòng và dân quân biết. Không kịp nữa rồi, ông giả cắm ngăn liền chạy ngay về nhà, đánh thức con trai Phùn Tắc Sình. Phùn Tắc Sình chạy sang nhà bên, gọi thêm hai đứa con ông chú cũng là dân quân. Ông giả Phùn cắm ngăn đứng giữa ba người nói: "Ta chỉ có 3 khẩu K-44 và một súng kíp. Người lại ít, nó lại đông, lại có súng lớn. Nhưng mình không sợ, phải chặn nó lại. Bộ đội và dân quân bên mỏ tòng nghe tiếng súng sẽ đến ngay thôi." 4 người dưới sự chỉ huy của Phùn cắm ngăn bí mật luồn theo đường hẻm lần ra suối. Trước mặt họ, khoảng một đại đội giặc Trung Quốc đang tản ra, mò tìm mìn và trông của dân quân để gỡ. Bọn còn lại, sau khi đặt pháo xong, đang ăn cơm trong các lùm cây rậm rạp. Nhưng chúng ăn rất khẽ, như chuột ăn trộm ngô. Mọi người nhận định, chúng chưa bắn pháo, đợi bọn trinh sát gỡ hết mìn, nhổ hết trông, chúng mới bắn dọn đường cho bọn đi sau ảo lên. Theo lệnh của ông Phùn cắm ngăn, 4 người chiếm 4 vị trí có lợi, khống chế được cả khoảng trống trước mặt. Đợi bọn gỡ mìn, nhổ trông, mò tới gần mới bắn. Bọn giặc rón rén nhích dần từng tí một.
Mặc cho một tên chỉ huy thúc lên, nhưng bọn lính sợ dẫm phải mìn, đạp phải trông, vẫn cứ loay hoay nhấp nhổm như kiến lửa cắn dưới bụng, không dám bỏ nhanh. Chúng gỡ cung tải, số mìn và trông chúng nhổ được khá nhiều mà chưa có đứa nào vướng phải. Chỉ có một thằng lỡ ngớ bị trông xóc vào hông, kêu ớ lên một tiếng, liền bị thằng nằm bên đấm một quả vào mồm, liền im thít. Thấy vậy, ông già phùng cắm ngăn liền nghĩ ra một cách. Ông nhẹ nhàng bỏ tới chỗ con trai và hai đứa cháu, nói nhỏ: "Đừng bắn nó chết, cứ nhằm bắn vào tay, vào chân nó. Bị thương, nó sẽ lăn lộn như một con gấu trúng đạn. Mìn gài bên sẽ nổ, chúng nó sẽ chết nhiều." 30 bước chân, rồi 15 bước. Thấy chúng nó vào gần tới trước mặt, chắc ăn như bắn con nai, con hoãng. Ông già hô to: "Bắn!" 4 tiếng nổ vang, phá tan cảnh tĩnh mịch của núi rừng. 4 tên giặc đang nhổ trông, mìn, bị những viên đạn găm vào tay, vào chân, cuống cuồng lăn sang một bên. Thế là những quả mìn gài bên cạnh chúng cũng nổ dậy đất, mấy thằng đang bò phía sau cũng tan xác. Bọn còn lại bật dậy, hoảng loạn đạp lên nhau tháo chạy. Bọn lính pháo đang ăn cơm trong các lùm cây, không hiểu ra sao, nhốn nháo cả lên. Thấy không còn giữ được bí mật nữa, bọn giặc sau một lúc hoảng hồn bèn nổ súng. Đủ các loại súng bắn tới tấp về phía bản. Trong lúc đạn giặc nổ ầm trời, 4 người thoăn thoắt đổi vị trí, nhanh nhẹn áp sát địch, bình tĩnh nổ súng. Bọn địch vừa không biết được lực lượng của ta có bao nhiêu, mà thì thấy tiếng súng nổ khắp nơi, vừa rất sợ đạp phải trong mình nên không dám tiến. Chúng nằm một chỗ mà bắn như vãi đạn. Một lúc sau, đạn pháo địch bắt đầu bắn vào bản. Một đại đội địch được pháo hiểm trợ liều lĩnh vọt qua bãi trông tiến về phía bản. Thấy không đủ sức trông lại, ông già phùn cắm ngăn dẫn con và hai đứa cháu luồn qua khe, vừa đánh vào sườn địch, vừa nhổ chúng vào bãi mìn và trông đã được bố trí từ trước. Trên đường vận động, lúc lao qua một vạn nương, không may phùn tẩu, bị tụi giặc phát hiện thấy. Một tràng AK vang lên, ghim vào người phùn tẩu, anh ngã xuống. Phùn tắc xình lao tới, ôm lấy phùn tẩu lăn xuống khe. Bọn giặc không tiến nữa, chúng hò hét nhau, vòng lại định bắt sống phùn tắc xình. Phùn cắm ngăn lấp sau một tảng đá lớn, nhoài người lên bắn trả. Lúc đó, bộ đội và dân quân mỏ tòng đã kịp thời chi viện. Tiếng súng của ta nổ giòn giã, bọn giặc sống sót liền cuống cuồng tháo chạy, bỏ mặc những đứa chết và bị thương nằm kêu la thảm thiết. Đợt tiến công của chúng bị đánh tan, nhưng bỗng một toán giặc xô tới chỗ phùn tắc xình. Tuy không bắt được anh, nhưng chúng đã cướp được xác của phùn tẩu chạy mất. Hơn một giờ sau, bọn địch xốc lại lực lượng, tổ chức đợt tiến công khác lên chốt. Đợi cho bọn giặc tới gần, một tiểu đội dân quân và bộ đội được ông già phùn cắm ngăn dẫn đường đã dũng mãnh đánh tạt sườn địch, lùa chúng vào bãi mìn bên suối. Tiếng mìn nổ dậy đất, hàng chục tên giặc tan xác. Bọn còn lại dạt vào bãi trông, lúng túng không ra được, la hét om sòm. Vô cùng căm thù, bọn giặc tàn bạo đã giết hại phùn tẩu. Chớp thời cơ, cánh quân địch tiến vào bản đang bị quân ta ghìm đầu đánh tơi tả. Phùn tắc xình nhanh nhẹn vòng lại phía sau lưng chúng. Đoán chắc lũ giặc thế nào cũng hành hạ thi thể phùn tẩu. Thương bạn quá, phùn tắc xình cố tìm nơi bọn giặc giấu phùn tẩu. Nhưng đi một đoạn dài, anh chỉ thấy xác giặc Trung Quốc nằm ngổn ngang, đạn và súng của chúng ném lại vung vãi. Anh liền đeo thêm 2 khẩu AK còn đầy đạn của giặc. Thấy một đám giặc khoảng 10 tên đang xúm lại một chỗ, phùn tắc xình rẽ qua những tán cây lúp xúp, nhích lại gần. Anh nhằm vào giữa đám giặc lia một loạt đạn. Chúng liền tản ra, nhằm vào phía anh bắn loạn xạ, rồi tháo chạy vào khu đồi cây rậm rạp. Một lát sau, phùn tắc xình thận trọng tiến lên phía trước. Thấy 3 tên chết gục bên cạnh đống khoai sống chúng vừa moi được của dân bản. Trời đã về chiều, trận địa im tiếng súng. 8 đợt tấn công lên bản tỉnh Pha của địch đều bị đánh lui. Vì hoảng sợ nên chúng không dám ùn lên nữa. Nhưng phùn tắc xình sau khi đảo xong công sự
cùng đồng đội và dân quân vẫn không chịu nghỉ. Ông Phùn Cắm Ngăn cũng xin ở lại chiến đấu, không chịu về bản. Nghĩ tới Phùn Tẩu, Phùn Tắc Sình lại xách súng vượt qua một thung lũng hẹp đi tìm. Lúc này đã gần tối, sương chiều phủ trắng đồi nương. Qua bãi mìn, địch vướng phải lúc sáng, anh thấy xác 5 tên địch còn nằm đó. Lần qua khe cạn, tới gần con suối làm đường biên giới, Phùn Tắc Sình dừng lại. Trên lưng dốc có tiếng lạo xạo, anh bỏ lên thấy khoảng 20 tên địch đang bu quanh xác Phùn Tẩu. Từ đây chạy tắt đường xuống chốt của bộ đội và dân quân không xa, rất có thể bọn này sẽ sọc xuống sau lưng ta. Anh bí mật tiến dần lên dốc, bọn giặc vẫn không hay biết chúng moi được tờ giấy trong túi Phùn Tẩu. Phùn Tắc Sình nghĩ chắc là tờ giấy Phùn Tẩu thường chép bài hát mới hay bỏ vào túi để lúc nào cũng có thể học hát được, và chúng đang tranh cãi nhau. Một thằng cao lớn dáng chừng chỉ huy đứng dậy xua tay và rút con dao găm sáng lóa ra. Nhanh như chớp, Phùn Tắc Sình chuyển 4 vị trí và nổ 4 loạt đạn vào lũ giặc. Liền đó, anh vớ một hòn đá quanh mạnh vào bên cạnh. Tưởng lưu đạn, bọn còn lại hoảng hốt vứt cả súng, thu mình lăn lồng lốc xuống suối. Đồi khá dốc nên chúng lăn rất nhanh. Phùn Tắc Sình liền lao tới, xốc Phùn Tẩu lên vai, nhanh chóng ngược lên đỉnh dốc, ảo qua mấy vạt nương. Trước mắt anh đã là chốt của bộ đội và dân quân tỉnh Pha Mỏ Tòng. Các bạn thân mến, hôm sau, ngày 18 tháng 2, ông Phùn Cắm Ngăn vẫn ở lại trên chốt cùng với con trai. Mọi người đều khuyên ông về đi sơ tán cùng dân bản, nhưng ông không nghe. Ông tìm tới đồng chí chỉ huy đề nghị: bắn cái thằng giặc Trung Quốc này dễ hơn bắn con nai, con trồn. Mày cho tao mượn khẩu súng khác, bắn được nhiều đạn hơn khẩu súng kíp này, như thế nó sẽ chết nhiều hơn. Liền sau đó, ông già Phùn Cắm Ngăn vui sướng đón nhận khẩu AK còn bóng loáng nước thép. Khẩu này ta thu được của giặc hôm 17 tháng 2, ngay trên chốt bản tỉnh Pha, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu quê nhà. Chương trình đọc truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc.